Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân, quý anh chị em trong nhóm thiện nguyện, nhóm mắt ăn nhìn cuộc đời can ga. Hôm nay nhóm thiện nguyện của Cao Công Trai Tự Thiện mắt ăn nhìn cuộc đời Bến Tre, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Canh Thái A, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Được biết nơi đây có bà cụ cũng lớn tuổi rồi mà bệnh, gia đình rất là khó khăn. Thì hôm nay nhóm được anh em bè bạn dắt đến đây để biết, thì đây cũng sơ qua căn nhà của bà, thì cũng quay sơ qua căn nhà cho quý cô chú nhà tâm mạnh thường quân với anh chị em được biết. Thì đây mình bước vào trong để thăm bệnh nhân. Thì kính thưa cả nhà, kính thưa nhóm thiện nguyện mắt nhìn cuộc đời can ga, kính thưa gia đình cô Cát Tường cũng như cô bố Diệp. Thì hôm nay nhóm thiện nguyện cô Cao Công Trai Cơ Thiện mắt nhìn cuộc đời Bến Tre, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Anh Thái A, Mỏ Cày Nam, Bến Tre, thì đã nhận kinh phí của hai gia đình Cát Tường và cô bố Diệp. Thì hôm nay đến tại xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Thì được biết bà cụ người dân tộc bà Thạch Thị Thân, 90 tuổi. Thì bà có bệnh tai biến cũng nhiều năm, nằm một chỗ gây thì đi đứng lại không được. Thì bà tâm trí cũng không được nhớ. Bà cụ ơi, bà nhớ bà bao nhiêu tuổi không? Hai mấy hả? Trời ơi, nhà ngay mới hai mấy tuổi à? Bệnh ngay bao lâu rồi? Bệnh lâu rồi, lâu bao lâu? Thôi chị ngồi đi chị. Kính thưa cả nhà, thì được biết thì bà cụ bà sống với cô này. Thì bà thì bệnh tai biến cũng nhiều năm. Bà được cái người con, người con gái cây nuôi. Cô cho hỏi thăm cô là sao của bà cụ? Con ruột. Con ruột, con gái hen. Dạ. Rồi bà cụ ngay nhiêu tuổi rồi? 90 rồi. Dạ, 90 tuổi. Dạ. Bà bệnh ngay bao lâu rồi cô? Mười mấy năm rồi. Dạ. Dạ. Rồi bà giờ chỉ có nằm ngồi được trên giạc không, không đi đứng gì được hết á. Dạ. Dạ. Ngồi vậy thôi. Dạ. Thì hôm nay nhóm thường nguyện của Úc Cao Công Trai Cực Thị mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã qua đây để trao tặng một phần quà của hai gia đình là cô Cát Tường và cô bố Diệp. Thì tặng cho bà cụ là 1 triệu đồng. Thì trong này có chục gạo cùng mì là 300.000 đồng và 700.000 tiền mặt. Thì hôm nay cô có điều chi mà cảm ơn nhà tài trợ hảo tâm gì không? Dạ, tôi là con của bà Thạch Thị Thân, xin cảm ơn ha nhà tài trợ ha giúp đỡ cho mẹ chút đỉnh mua gạo mua đồ ăn, cô cảm ơn. Dạ, thì kính cơ cả nhà, thì gia đình cũng có lời cảm ơn. Thì kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe dồi dào, thân tâm cần ăn lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.